Tôi xin được nhắc lại, người tâm thái tốt đẹp, người ăn chay niệm Phật, người tâm địa thiện lương sẽ khó bị virus lây nhiễm. Chúng ta có thể tin tưởng hay không? Có thể. Kinh Phật có nói đạo lý, ta chẳng thể thắng chánh. Tâm quý vị chánh, nó sẽ chẳng thể xâm phạm quý vị. Trong Kinh Phật, chúng ta vĩnh viễn ghi nhớ, thời thời khắc khắc ghi nhớ, hết thảy các pháp sanh từ tâm tưởng là ý niệm. Ý niệm của chúng ta là thiện, hết thảy cảnh giới chẳng có thứ gì bất thiện, đều là thiện. Ý niệm của chúng ta bất thiện, chẳng có thứ gì là thiện. Chúng ta phải nghĩ, đầu tiên là nghĩ thân mình đúng như Đức Phật đã nói, tướng do tâm sanh, tướng của chúng ta giống như Bồ Tát, kim cang bất hoại thân. Vĩnh viễn chẳng có phiền não, chẳng có vọng niệm là tướng Bồ Tát. Chỉ cần dứt diệt niệm ấy là được rồi, vọng niệm và ý niệm bất thiện đều dứt hết, hoàn toàn giữ thiện niệm, thân tâm khỏe mạnh, trăm bệnh chẳng sanh. Có đồng học đã hạ tải, download một bản tin từ Internet đưa cho tôi xem, ở Ấn Độ, gần đây đã phát hiện một loại virus gây bệnh truyền nhiễm, đã chuyển tới Úc. Nghe nói tại Hương Cảng đã có một trường hợp, tức một ca bệnh. Dự đoán căn bệnh truyền nhiễm ấy có thể lan truyền khắp thế giới, không có chất kháng sinh nào hữu hiệu để ngăn ngừa. Nói cách khác, không có thuốc trị. Mắc phải bệnh ấy, ước chừng 3-4 giờ sẽ chết, nhanh như thế đó, rất đáng sợ. Năm ngoái, Tổ chức Y tế Thế giới đã loan tin này, chúng tôi đã thấy bài báo ấy. Nhưng cũng có tin tức cho biết có thể là chúng ta sẽ không bị lây nhiễm, người như thế nào? Người tâm thái tốt đẹp, người niệm Phật, ăn chay, người tâm địa thiện lương sẽ không bị lây nhiễm. Chúng ta có thể tin tưởng hay không? Có thể. Kinh Phật có nói đạo lý sau đây, ta chẳng thắng chánh. Loại virus đó là tà ác, tâm quý vị chánh, nó sẽ chẳng thể xâm phạm quý vị. Hiện thời, y học nói tới khả năng miễn dịch, thì khả năng miễn dịch là gì? Tâm địa thanh tịnh, thiện lương, ăn chay, không sát sanh, không kết oán cừu với các chúng sanh. Loại virus ấy đến báo cừu. Hiện thời, niệm Phật thì phải thật sự niệm Phật, thật sự học Phật thì mới được. Nếu giả dối sẽ không xong. Khi giả dối, quý vị vẫn có thể bị virus lây nhiễm. Nếu quý vị thật sự là người học Phật tâm địa thiện lương, giống như người niệm Phật chúng ta niệm niệm đều là A-di-đà Phật, ngoài A-di-đà Phật ra, chẳng có ý niệm thứ hai, virus sẽ chẳng thể quấy nhiễu người như vậy được. Trích Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, tập 121, giảng năm 2010, tại Hong Kong. Ha ha ha,